Rồi chị ôn chút xíu về những cái hoạt động sinh lý cơ bản của làn da ha. 6 cái ý mà mình học ngày hôm qua. Cái này là bắt buộc các bạn phải nhớ thôi. Bắt buộc phải nhớ. Tại vì mình phải nắm được cái yếu tố sinh lý của da thì mình mới biết đâu là bệnh lý. Mình phải biết đâu là bình thường và đâu là bất thường. Vậy thì ông trời ổng sinh ra mình, sinh lý có nghĩa là gì? Tự nhiên trong cơ thể của mình nó sẽ có những cái chuyển động như vậy. Ví dụ như là cái gì? Cái hoạt động tái tạo liên tục của biểu bì. Là hôm qua mình nói cái quá trình từ màng đáy thay da lên, đúng không? Là đẹp nhất là 28 ngày đối với một cái độ tuổi thanh niên. Còn cái tốc độ mà tăng tốc cái quá trình thay da như vậy nó sẽ bị giảm dần theo lão hóa. À, đó là cái quy trình tái tạo liên tục của lớp sừng, của lớp biểu bì. Và cứ 28 ngày sẽ có một tầng da mới được thay thế. Và em có thể ghi chú thêm nè, quá trình này sẽ chậm lại theo tốc độ lão hóa. Đó là như vậy là em phải hiểu, được chưa? Đó, quá trình này sẽ bị chậm lại theo tốc độ lão hóa. Thứ hai là cái gì? Cái quá trình sản xuất sắc tố ở màng đáy. Cái ý này nó sẽ được nhắc lại khi mà em học tới cái bài nám. Ở màng đáy của mình sẽ có tế bào melanocyte và chịu trách nhiệm sản sinh ra melanin khi làn da ở bên trên có những cái tín hiệu tổn thương. Ví dụ như là ánh nắng, ví dụ như là những cái tác động xâm lấn khác ha. Đó. Vậy thì ở đây, chỗ này sản xuất sắc tố melanin của tế bào melanocyte. Nhớ hai cái thuật ngữ đó nha, coi chừng lộn. Rồi, cái thứ hai là hoạt động duy trì độ ẩm bởi những nhân tố giữ ẩm tự nhiên NMF của biểu bì. Vậy thì làn da của mình được sinh ra là đã có những cái nhân tố giữ ẩm tự nhiên này rồi. Bắt buộc tụi em phải hiểu, em phải nắm. Cộng thêm cái gì? Hai cái hệ thống nang tuyến. Nhìn vô cái mô hình, được chưa? Hai cái hệ thống nang tuyến là tuyến dầu và tuyến mồ hôi. Vậy thì ông trời sinh ra mình đã có một cái độ ẩm rất là tự nhiên, đúng không? Mình đừng có làm mất những cái gì mà tự nhiên như vậy. Rồi tiếp theo là cái hoạt động cung cấp dinh dưỡng nè, oxy, vitamin, protein, khoáng chất gì đó. Và cái hệ thống này được cung cấp qua lớp trung bì. Tiếp theo là cái hoạt động tái tạo và điều tiết của manh sợi ngoại bào, có nghĩa là cái hoạt động của trung bì sản sinh ra collagen mới. Và cái quá trình này cũng bị chậm dần khi em lão hóa ha. Có nghĩa là collagen trong cơ thể của mình luôn có cái sự phân sinh và cái sự chết đi. Lão hóa có nghĩa là cái sự chết đi nhiều quá mà cái sự phân sinh lại không đủ, được chưa? Thì cái quá trình mà sản sinh những cái nguyên bào sợi, những cái vi sợi collagen, elastin, protein này nè, nó sẽ nằm ở trung bì để duy trì cái độ đàn hồi và săn chắc ha. Cuối cùng là cái hoạt động bảo vệ chống lại những cái tác nhân, đó là cái hoạt động của tế bào Langerhans. Tế bào này là tế bào của hệ miễn dịch, nó cũng nằm ở biểu bì và trung bì. Đó là những cái yếu tố sinh lý của làn da mà bắt buộc tụi em phải nắm đó.